Chào mừng các bạn đến với Bắp Channel, kênh thông tin giải trí nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là bản tin chính trong ngày hôm nay. Hậu sao nhập ngũ, Minh Tú lên đồ xuất ngoại refresh bản thân. Sau khoảng thời gian tham gia chương trình thực tế sao nhập ngũ, siêu mẫu Minh Tú chia sẻ mình muốn có chuyến đi xa để refresh bản thân. Cô nàng đã chọn Mỹ làm điểm đến của mình trong hành trình đặc biệt này. Thoát khỏi hình ảnh nàng mẫu kiêu kỳ, quyến rũ trên sàn catwalk, Minh Tú trở về với style thường ngày, giản dị xuyên suốt chuyến đi. Gần đây, Minh Tú nhận được nhiều sự chú ý khi xuất hiện trên chương trình truyền hình thực tế sao nhập ngũ cùng dàn sao đình đám bao gồm Hoa Minzy, Độ Misi, Puka, Duy Khánh. So với hình ảnh quyền lực thường thấy tại các show thời trang, nhiều khán giả kỳ vọng sẽ được thấy Minh Tú ở một phiên bản đặc biệt hơn khi cô nàng phải tuân thủ mọi quy định nghiêm ngặt ở môi trường quân ngũ.